Sáng nay, hơn 10.000 học sinh đã tham gia chương trình tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp năm 2018 tại Hải Phòng. Đây là chương trình thứ 3 trong năm 2018 diễn ra ở khu vực phía Bắc, nằm trong chuỗi 17 chương trình và ngày hội tư vấn hướng nghiệp do báo Tuổi Trẻ phối hợp với Bộ Giáo dục Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức với sự đồng hành của tập đoàn Vingroup. Khác với các năm trước, chương trình tại Hải Phòng năm nay lần đầu tiên có đến 35 gian tư vấn riêng của khoảng 30 đơn vị gồm các học viện, trường đại học, cao đẳng tham gia. Chương trình tư vấn diễn ra với hai phần: tư vấn chung về kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh đại học cao đẳng, tư vấn chuyên sâu với 3 khu vực theo lĩnh vực ngành nghề với sự tham gia của hơn 20 cán bộ tư vấn là các chuyên gia tư vấn hướng nghiệp của Bộ Giáo dục Đào tạo, Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, các trường đại học cao đẳng tại Hà Nội và Hải Phòng.